Đây là một tiệm cà phê mình rất thích ở Hồ Bình. Nó tên là Born in Brunswick. Cà phê rất là tốt luôn. Mình theo đánh giá là cà phê của nó cũng ngang tầm Sydney với Melbourne. Còn food thì nó có inspire rất là nhiều hơn Asian. Các bạn có thể thấy này, ở đây nó có miso hollandaise. Còn bên này thì mình có optimum scramble với là flavor của châu Á. Nói chung là cái atmosphere và cái quán cà phê này mình rất là thích. Mình highly recommend các bạn tới đây nếu các bạn thích Hồ Bình nha. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Thơ mộng. Không thể nào đẹp hơn được. Một mua căn nhà ở đây về đây dưỡng già được nha. Bunurong là một bệnh viện động vật hoang dã đầu tiên của Tasmania, được xây dựng và phát triển bởi một đội ngũ đầy nhiệt huyết, có chung chí hướng tạo nên một nơi để giải cứu và bảo vệ những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Vào tháng 1 năm 2018, bệnh viện đã mở cửa sau nhiều năm gây quỹ. Hiện tại nó vẫn được trợ cấp và quyên góp bởi khách du lịch. Điều tuyệt vời nhất khi đến thăm khu bảo tồn động vật hoang dã Bunurong đó là mỗi đô la bạn chi tiêu tại công viên sẽ ngay lập tức được sử dụng để chăm sóc các loài động vật tại nơi đây. Vé vào cửa của bạn là 30 đô la, đã bao gồm một chuyến tham quan có hướng dẫn viên du lịch. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những cư dân rất đáng yêu tại nơi đây, đó là gấu túi và chuột túi, wombat. Những cư dân mà bạn sẽ gặp trong chuyến thăm của mình đã được giải cứu và đang phục hồi, và nhiều bạn sẽ được thả trở lại tự nhiên khi đã sẵn sàng.
Mọi thứ nó đều làm từ lavender. Nó rất là unique luôn. Để mình dẫn các bạn vào đây xem nha. Đây nó có rượu Valander nữa nè, Spirit. Mình mới vừa thử một ly xong, rất là thơm. Nó cũng không quá nồng, có thể uống được. Và cái này nó rất là độc nha, mình chưa thấy ở đâu có. Có thể là mình sẽ lấy địa chỉ đây. Nếu có cơ hội mình sẽ viết một vài công thức cocktail về cái Valander. Lavender. Valander. Lavender. Valander. Này có berry jam nữa, lavender chutney. Các bạn thấy không, mọi thứ, tất cả mọi thứ nó đều làm từ Valander. Có mùi là thế này. Hoa khô. Là thế này hot đây là tea, lavender tea blend. Đây mình vừa tới một cái Old Hobbit Town Modern Village. Nếu mà các bạn có theo dõi kênh YouTube của mình á, thì nó mình có một tập mình đi Byron Bay, thì nó có một cái làng Hà Lan thu nhỏ. Thì cái này nó cũng giống vậy, nhưng mà cái này là nằm ở Hobbit và làng Hobbit thu nhỏ.
để mình dẫn các bạn vào xem nha. Murray Street này là chỗ để tử hình đó các bạn. À, đó người ta có treo cổ này. Đây có chặt đầu nữa. Bên kia là tù nhân đang bỏ trốn nè. Lịch sử của Tasmania nó là như thế này. Toàn bộ tù nhân từ các nước trên thế giới thuộc địa của Anh hoặc là tù nhân ở nước Anh, họ đưa qua hòn đảo Tasmania này từ khoảng 2 cho tới 300 năm về trước để khai khẩn khai hoang cái vùng đất này, nên mình mới có thành phố Hobart và vùng đất Tasmania ngày nay. Thì toàn bộ cái khu này nó đang nói về cái lịch sử của cái hòn đảo này. Gần như chỉ có máu và nước mắt thôi.